Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Vinh học lớp 8. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài thực hành. Đây là bài thực hành phân tích một khẩu phần cho trước. Thì đối với học chúng ta, tự thành lập khẩu phần là một việc làm hết sức là khó khăn, đúng không nào? Vì vậy, mục tiêu của bài thực hành này chỉ dừng lại ở mức độ chúng ta có khả năng dựa trên một khẩu phần đã cho sẵn mà tự điều chỉnh cho phù hợp, đúng không nào? Nói cách khác là từ chỗ biết nguyên tắc là khẩu phần dựa vào bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, bảng thành phần dinh dưỡng của một số người ở Việt Nam, bề bố căng tư đánh giá chất lượng bữa ăn hàng ngày của gia đình mình, từ đó đề xuất những thay đổi về thành phần và tỷ lệ các loại thức ăn cho phù hợp. Khi xây dựng khẩu phần, cần đảm bảo sự cân đối các thành phần các chất dinh dưỡng để mà chống phi dinh dưỡng cũng như là chống béo phì. Nếu cung cấp quá nhiều đường bột và lipid thì động vật sẽ dẫn tới sự tích lũy mỡ và là nguyên nhân của bệnh béo phì. Chúng ta cũng cần biết rằng tế bào của cơ thể có thể tự tổng hợp được một số axit amin. Có tới 10 loại axit amin mà cơ thể không tổng hợp được gọi là axit amin không thay thế. Nếu thiếu các axit amin này trong bữa ăn, cơ thể sẽ phút dâng, gây yếu, lâu ngày có thể gây tử vong. Chẳng hạn nếu thức ăn chỉ có ngô là nguồn cung cấp protein duy nhất sẽ rất nguy hiểm, vì ngô thiếu hai loại axit amin không thay thế là tryptophan và lysine. Thí nghiệm đã chứng minh rằng ở người trưởng thành vẫn khỏe mạnh khi khẩu phần ăn chỉ có 25g protein có đủ axit amin không thay thế mà đáng lẽ cần phải tới 60g cơ, được chưa? Thì ở trong bài thực hành này thì chúng ta sẽ cần phải nắm vững được sẽ gồm có 3 nội dung chính. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về mục tiêu của bài thực hành này là gì. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung và cách thức thực hành. Và cuối cùng là bài thu hoạch mà chúng ta thường hay có trong mỗi bài thực hành. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về mục tiêu. Vậy thì bài thực hành này yêu cầu chúng ta phải nắm vững được những gì? À, chúng ta cần phải nắm vững được các bước bị ảnh là khẩu phần, cho nên chúng ta mới có thể tự phân cùng nhau phân tích được một khẩu phần ăn, đúng không nào? Và dựa trên một khẩu phần mẫu trong bài, hãy tính khối lượng được bao lâu cung cấp cho cơ thể, điền phối liệu vào bảng 3.7.3 để xác định mức đáp ứng nhu cầu của cơ thể, biết tự xây dựng một khẩu phần hợp lý cho bản thân. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần 2, đó là nội dung và cách thức tiến hành. Thì trước tiên chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi. Chúng ta sẽ ôn tập lại một chút kiến thức của bài trước. Đó, đầu tiên, đó là về khái niệm khẩu phần là gì? À, nó chính là lượng cung cấp thức ăn cho cơ thể trong vòng một ngày. Đây chính là nội dung kiến thức của bài trước mà chúng ta vẫn cần phải ôn lại trong cái bài học ngày, bài ôn này. Và nguyên tắc là khẩu phần thì chúng ta sẽ có 3 nguyên tắc chính. Nguyên tắc thứ nhất là đảm bảo bổ lượng thức ăn phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Có thể là người già khác nhau này, trẻ em khác nhau và người trưởng thành cũng khác nhau, đúng không nào? Tiếp theo là đảm bảo cân đối thành phần các chất hữu cơ, cung cấp đủ muối khoáng và vitamin. Và ngoài ra, ta cần phải đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Nếu mà không có đủ năng lượng thì chắc chắn là có thể là sẽ gây yếu cho cơ thể, hoặc nhưng nghiêm trọng hơn để lâu ngày có thể gây đến tử vong các bạn ạ. Cho nên chúng ta cần phải chú ý. Và đây chính là hai đơn vị lý thuyết mà chúng ta cần ôn lại để mà phạm tìm hiểu các bước lập khẩu phần thức ăn cho người. Đầu tiên chúng ta sẽ kể bảng tính toán theo mẫu như bảng 7.1 chính là bảng sau đấy. Chúng ta sẽ ghi tên thực phẩm, khối lượng thì A1, A2. Thành phần dinh dưỡng thì chúng ta sẽ điền, nếu mà có protein thì ba protein, nếu có profit còn ghi profit, còn nếu có lipid thì chúng ta ghi, còn không thì thôi, không sao cả. Và chúng ta hãy dùng bảng 7.3.7.2 để mà điền vào đấy, chúng ta chỉ điền vào mấy cái hỏi chấm này thôi, được chưa? Có những cái gạch ngang này tức là không có, được chưa? Năng lượng là gì? Năng lượng ở đây là bao thì có bao nhiêu? Được chưa? Muối khoáng thì gồm có hai loại đó. Nếu có canxi thì ghi ở canxi, nếu có sắt thì ghi ở sắt, được chưa? Vitamin thì nếu mà có vitamin A thì ghi vitamin A, nếu có vitamin B1 thì ghi B1, còn nếu có B2 thì có B2. Nếu có vitamin PP thì ghi vào. Còn nếu có vitamin C thì cũng ghi vào. Được chưa? Nhưng riêng mấy phần vitamin ở đây chúng ta sẽ không điền vào, bởi vì ở đây có một số cái gạch ngang tức là không có hoặc là không rõ, được chưa? Còn những cái hỏi chấm mà liệt buộc chúng ta đều phải điền vào.
Rồi bạn bước phố 2. Đó chính là biến tên thực phẩm, biến phố hiệu Pungtok vào bộ A. Chúng ta sẽ xác định được thải bỏ A1 bằng cách tra bảng thành phần dinh dưỡng của một số thực phẩm Việt Nam để biết tỷ lệ thải bỏ phần diện cách tính. Thành phần dinh dưỡng của thực phẩm. Đây chính là cái bảng này này. Bảng này chính là bảng phèo khoa 121. Đó là bảng thành phần dinh dưỡng của một số thực phẩm. Và chúng ta phải thấy lấy luôn về đó để mà làm luôn cái bài này được chưa ạ? Và chúng ta sẽ thực hiện phép tính. Đó là A1 bằng A nhân tỷ lệ phần trăm thải bỏ. Và chúng ta sẽ xác định thực phẩm ăn được. A2 đó A2 bằng A1 trừ đi A1. Và nếu ví dụ như sau, nếu tỷ lệ thải bỏ của đu đủ chín là 12%, nếu ăn 150g đu đủ chín là thì ba có như sau. Đó A1 sẽ bằng 150g nhân với 12 trên 100 sẽ bằng 18g. A2 chúng ta sẽ lấy 150g trừ đi A1 là 18g buộc 132g. Chưa? Đây chỉ là một ví dụ nên các bạn cháu có thể làm được một cách dễ dàng không nào? Rồi chưa? Rồi. Bước xem A1, A2 đây thì chắc cũng không có mấy đâu nhỉ. Đây thì với bảng chúng ta bằng biến nó chỉ có về bằng tổng cộng là bộ thành phần dinh dưỡng này, về năng lượng này. Còn đâu chúng ta không bằng biến. Được chưa? Rồi, bước 3 chúng ta sẽ tính giá trị của từng loại thực phẩm đã kê trong bảng. Được tính số liệu và về và bộ thực phẩm thành dinh dưỡng, năng lượng, muối khoáng, vitamin bằng cách lấy số liệu ở bảng thành phần dinh dưỡng của một số thực phẩm ở Việt Nam nhân với số lượng thực phẩm ăn được A2 chỉ được chia cho 100. Bởi vì số lượng của bảng nó tính trong 100 gam thực phẩm, đúng không nào? Dinh dưỡng. Được chưa? Thành phần dinh dưỡng này, năng lượng, muối khoáng, vitamin thì chúng ta sẽ nhân với số lượng thực phẩm ăn được là A2. Và A1 thải bỏ rồi đúng không? Rồi, ở bước cuối cùng đó là cộng với số liệu đã được kê. Chúng ta sẽ đối chiếu với bản nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, từ đó có kế hoạch điều chỉnh chế độ ăn uống trước khi học. Đây có lưu ý một chút. Đó là tổng khối lượng protein mà bảng khẩu phần trước khi đối chiếu thì chúng ta phải nhân với 60% vì đó khả năng khắc phục của cơ thể. Về lượng vitamin C của khẩu phần cũng chỉ có 50% được cung cấp cho cơ thể vì đã bị thất thoát sau khi chế biến rồi, đúng chưa? Và 50% đã bị phẩm loại vì nó đã bị thất thoát rồi nên chúng ta chỉ còn 50% được cung cấp cho cơ thể thôi, đúng chưa? Rồi, thì phía đây chính là một bảng giả sử về khẩu phần cho một nữ sinh lớp 8 của một ngành cụ thể. Hãy đánh giá mức đáp ứng nhu cầu của khẩu phần vừa điền vào bảng đánh giá. Giả sử khẩu phần một nữ sinh lớp 8 như sau. Một bữa sáng thì gồm có bữa bánh mì 65g, sữa đặc có đường 15g. Hai bữa phụ thứ nhất lúc 10 giờ, sữa su su 65g. Ba bữa trưa bơ ngoại bẻ 200g, đậu phụ 75g, thịt lợn ba chỉ 100g, dưa bánh muối 100g. 4. Bữa phụ thứ hai lúc 15 giờ, một cốc nước chanh, quả chanh 20g, đường tính 15g. 5. Bữa tối, cơm gạo bẻ là 200g, và chép là 100g, rau muống là 200g, đu đủ chín là 100g. Và bây yêu cầu và bảng số liệu, bình số liệu điền vào các ô có bình dấu hỏi chấm ở bảng 3.2 và bảng 3.3. Với đó xác định nhu cầu bình theo phần trăm. Thì đầu tiên là đối với bảng 3.2, ta sẽ đọc như sau. Đầu tiên là thực phẩm gạo tẻ thì chúng ta sẽ chỉ chú ý đến mấy cái chỗ mà về thành phần dinh dưỡng này, về năng lượng thôi nhá, được chưa? Về đầu tiên về thành phần dinh dưỡng còn về năng về muối khoáng vitamin thì ở đây không có, được chưa? Vì ở đây nó chỉ đến với chỗ nào mà không có thôi. Đầu tiên về thành phần dinh dưỡng thì gạo tẻ thì ở đây là chúng ta cần phải tính về protein, lipid và glucid. Thì trong gạo tẻ thì protein là 31,6, lipid là 4, glucid là 304,8. Về năng lượng, vào đơn vị atam đó chính là 304,8, được chưa? Rồi. Tiếp theo đó là đối với lại cá chép
Và chép với vòng vọng nữa đúng không? Và chép thì protein thì 69,6, lipid là 2,16 và năng lượng là 57,6 bạn. Kilogram đúng chưa? Và cuối cùng đó tổng cộng hai phần dinh dưỡng, protein là 81,55. Lipid là 33,31, glucid là 390,68, năng lượng là 2.160,3 kilogram được chưa? Rồi tiếp theo đó bảng 37.3 đó bảng đánh giá thì chúng ta sẽ tính như sau. Về tính quả bình toán về năng lượng thì đó là 2.160,3, protein là 81,55 nhân 60% bằng 48,93. Muối khoáng thì có canxi là 492,8, sắt là 26,81, vitamin A là 1082,3, B1 là 1,23, B2 là 0,58, PP là 36,7 và C là 94,6 nhân 500 là 47,3. Nhu cầu đề nghị thì năng lượng ở đây là 2200, protein là 55, muối khoáng ở đây có canxi là 700, sắt là 20, vitamin A là 600, vitamin B1 là 1,0, vitamin B2 là 1,5, vitamin PP là 16,4 và vitamin C là 7,5. Bây giờ chúng ta sẽ phải điền vào cái bột mức đáp ứng nhu cầu với năng lượng là 98,19, protein là 88,96, được chưa? Muối khoáng canxi là 70,4, sắt là 134,0.05. Và vitamin A là 480,38, B1 là 123, B2 là 38,66, PP là 223,7, V là 63,06. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong với bài tập này, bài tập thực hành ngày hôm nay. Vì chúng ta sẽ làm một bài thu hoạch, đó là dự kiến thay đổi khẩu phần như thế nào với các thành phần và khối lượng từng loại so với khẩu phần của bạn nữ. Vì cũng xin để trên cho phù bản thân. Thì lúc ấy có bài nữ rồi, bây giờ tôi sẽ chỉ làm một bài của bạn trai thôi, bởi vì trai chưa có. Thì khẩu phần ăn của một nương sinh lớp 8 mỗi ngày tầm khoảng 2.500 kilogram, được chưa? Kilogram. Buổi sáng mì phở 100g 349 kilogram, sợi mì ba chỉ 500g 50g 130 kilogram. Một vóc sữa 20g bằng 66,6 kg. Buổi trưa bảo tẻ 200g bằng 688 kg. Bậu phụ 150g bằng 142 kg. Rau 200g bằng 39 kg. Gan lợn 100g bằng 116 kg. Và chua 10g bằng 38 kg. Đu đủ 300g bằng 93 kg. Buổi tối gạo tẻ 150g bằng 516 kg. Thịt cá chép 200g bằng 115,3 kg, dưa bảy muối 100g bằng 9,5 kg, rau cải bắp 3g bằng 8,7 kg, chuối tiêu 60g bằng 194 kg. Mà tổng hợp lại chúng ta sẽ được là 2.555 kg. Ở vậy bài học đến đây rồi, các bạn về nhà nhớ chuẩn bị cho tôi chương mới. Và bài hôm nay cũng là bài tiếp theo của chương 6, trao đổi chất và năng lượng. Và tiếp sau chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với chương số 7, đó là về bài tiết. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.